Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội của Ngọc Ánh nhé. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án rất là mới, siêu phẩm phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án 8 căn chưa kịp quay mà đã 6 căn có chủ rồi mọi người ạ. Hiện tại cái lô dự án này chỉ còn 2 căn nữa thôi và giá chào bán thì rất là hợp lý, 2 tỷ 570 triệu đồng. Có tặng full nội thất mọi người ạ. Và căn 5 tầng thì là 2 tỷ 650 triệu đồng. Với cái căn nhà này thiết kế vô cùng hiện đại, tặng full nội thất và đặc biệt cái vị trí căn nhà này cách với đường ô tô vô cùng gần luôn. Vị trí thuộc với đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 8 căn và 6 căn có chủ ngõ vào nhà đây mọi người nha. Rất là rộng, cách với đường ô tô chỉ khoảng tầm 30m. Và với ngõ trước nhà là khoảng tầm 3m mọi người nha. 3m ngõ trước nhà. Với dự án của cái ngôi nhà này thì mọi người đây có thể quan sát luôn. Em sẽ quay những căn còn lại cho gửi tới quý khách hàng. Đây chính là vị trí căn nhà này, diện tích 33m², sổ đỏ chính chủ, thiết kế xây dựng. Cái căn này là 4 tầng, giá chào bán căn này là 2 tỷ 570 triệu. Mời người theo em vào cụ thể vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà 2 lớp, bên ngoài là inox 304 và bên trong là cửa kính kéo mọi người nha. Với diện tích của ngôi nhà này thiết kế vô cùng rộng. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà như mọi người nhìn thấy. Về phần hoàn thiện của cái căn nhà này mới hoàn thiện xong thôi mà đã bán gần như là hết rồi, bởi vì vị trí nó quá là đẹp và giá bán thì quá là hợp lý. Sổ đỏ riêng biệt từng căn, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện nước từng căn riêng biệt, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Đây chính là phần tầng 1, phần khu vực để xe mọi người nha. Với cái gạch lát nền là kích thước 60-60, đồng thời trần thạch cao. Đấy, trần thạch cao thiết kế giật cấp và có ốp gỗ xung quanh viền đã được hoàn thiện đầy đủ. Và phía tầng 1 của ngôi nhà ở đây, chủ đầu tư thiết kế trần phào giấy dán tường Hàn Quốc rất là đẹp mắt. Đồng thời có một nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh ở tầng 1 này là đầy đủ về bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Phần tầng 1 đây ở dưới này không phải phòng khách nha mọi người, phòng khách ở phía trên tầng 2 và tầng 1 khu vực này là để xe nha quý khách hàng của em. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang mọi người có thể nhìn thấy từ tầng 1 lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà là chất liệu là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc cầu thang là được ốp đá granite cao cấp nha mọi người. Và thiết kế theo kiểu bậc giật cấp để đi lên trên phía gian phòng bếp, ngăn cách giữa cầu thang và phía dưới tầng 1. Cái căn nhà này thiết kế vô cùng hiện đại và hợp lý. Với gian phòng bếp đây mọi người có thể nhìn thấy không, vô cùng bắt mắt và rất là đẹp. Toàn bộ cái phần hoàn thiện của ngôi nhà này chất liệu toàn là chất liệu cao cấp. Gỗ đây mọi người ạ, gỗ sử dụng là gỗ sồi Nga. Đấy, mặt bếp là ốp đá granite màu trắng và xung quanh bếp là ốp đá granite màu đen. Đây. Toàn bộ hệ thống tủ bếp đều được hoàn thiện đầy đủ về vòi chậu cũng như là chậu rửa bát. Đấy. Hệ thống nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này với hiện trạng của căn nhà chỉ việc dọn đồ về ở, bàn giao ngay, sẵn sàng sang tên sổ đỏ nha mọi người. Cái phòng bếp của ngôi nhà có một cái vách gỗ CNC để ngăn cách giữa phần cầu thang và phía phòng bếp. Phải nói thật luôn là căn nhà này thiết kế quá là hiện đại luôn mọi người ạ. Vô cùng đẹp. Mời mọi người theo Ngọc Ánh khám phá trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Như mọi người đây, mọi người có thể nhìn kỹ giúp em, mặt bậc cổ bậc được ốp đá granite cao cấp nha mọi người. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế rất là cầu kỳ, tỉ mỉ và cẩn thận, chỉn chu từng chi tiết một, sàn gỗ công nghiệp. Mọi người có thể nhìn thấy luôn ở đây là chủ đầu tư lắp đặt sẵn sàng kệ tivi này. Đồng thời là ốp trang trí đá này, gỗ này lên trên đây để rất là đẹp luôn. Và phía phòng khách đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư tặng luôn cho mình một bộ gỗ sồi cao cấp. Quạt trần thương hiệu Panasonic. Rèm cửa. Đây mọi người ơi, với cái căn nhà này nói thật luôn là khi mà Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng thì cảm giác cũng rất là yêu thích cái căn nhà này ấy. Và thiết kế thì rất là mở, thiết kế theo kiểu vô cùng hiện đại và rất là rộng.
đầy đủ, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình, mà lại kiểu lúc nào kiểu cảm giác cũng thoải mái khi mà đi đi làm mà về tới nhà ấy. Tiếp theo, mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ ở trên phía tầng 2. Đây. Đây chính là phía căn phòng ngủ tầng 2. Ngọc Ánh quay trên video như thế nào thì mọi người đến xem là như thế. Toàn bộ tặng nội thất như thế mọi người nha. Đây, tặng giường này, tặng điều hòa này. Đấy. Giường này thì kích thước là 2m2 nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy phần xung quanh của cái phòng ngủ này thôi cũng đã cầu kỳ, chỉ vào giấy dán tường vô cùng đẹp mắt và sàn gỗ công nghiệp. Đó. Và căn phòng ngủ này thì có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Với cái vị trí căn nhà này là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, cách với lại trung tâm thương mại Yêu Hà Đông nó rất là gần. Nó cách khoảng tầm 1,2 km, cách với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500m thôi mọi người ạ. Vô cùng tiện ích, vô cùng tiện lợi đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Ngọc Ánh xin mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế còn hợp lý đến đâu nữa nhé. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà được chủ đầu tư thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. 2 phòng ngủ thì đây là căn phòng thứ 2 ở trên phía tầng 3. Mọi người ạ, đây. Toàn bộ chủ đầu tư là lắp đặt sẵn về rèm cửa này, cũng như là bàn phấn này và giường. Rất là cầu kỳ và tỉ mỉ đúng không ạ? Với căn nhà này thì đúng là quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về và ở ngay được thôi. Tầng 2 có 1 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đầy đủ về hệ thống bồn cầu, hệ thống sen tắm nóng lạnh, hệ thống lavabo liền khối bàn đá rất là đẹp. Và cái màu sắc ở trong nhà vệ sinh này thì mọi người có thể nhìn thấy không? Rất là hài hòa với tông màu sơn của ngôi nhà. Tiếp theo, gian phòng ngủ thứ 3 ở phía tầng 3 đây mọi người ơi. Đây, có sẵn điều hòa rồi ạ. Và cái vị trí căn nhà này thì ngay cạnh bên căn nhà là có bãi đỗ xe ngày đêm. Toàn bộ tầng 3 của ngôi nhà đây cũng được lát sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng của các phòng ngủ được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Lên trên tới tầng 3 như thế này mọi người có thấy thích không ạ? Riêng Ngọc Ánh thì rất là yêu thích căn nhà này bởi vì thiết kế hợp lý, hài hòa, đầy đủ công năng. Mời người tiếp theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Bước chân lên trên phía tầng 4 là thấy một cái khoảng không ở phía trên, đó chính là cái ô giếng trời để lấy thoáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang và ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm 1 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Đây chính là phòng vệ sinh mọi người ạ. Đấy là phòng vệ sinh của ngôi nhà, phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Và đây ở trên phía tầng 4 đó là phòng thờ. Phòng nào cũng được lắp đặt đầy đủ rèm cửa nha mọi người. Đây, riêng tầng 4 này cửa sổ có một cái cửa mở ra rất là thoáng đây ạ. Đấy. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thay vì lát sàn gỗ, thay vào đó là lát gạch 60-60 vân đá giả gỗ nha mọi người. Tiếp theo đây chính là phần sân phơi vô cùng rộng. Và phần sân phơi này mọi người có thể nhìn thấy đây, được lát gạch 50-50 vân đá. Từ vị trí của ngôi nhà mọi người có thể nhìn giúp em ở xung quanh, đường to, ngõ rộng, xe ô tô đỗ ngày đêm được thoải mái, khu dân cư đông đúc, gần với chợ dân sinh, gần với tất cả mọi tiện ích sinh hoạt xung quanh. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì nữa mà không gọi cho Ngọc Ánh để có thể đi xem và nắm bắt cơ hội nhận nhà ngay với giá chào bán 2 tỷ 570 triệu đồng thôi, sổ đỏ chính chủ bàn giao ngay. Vui lòng gọi đến cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ cho em, cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.